Hiện giờ thì Hữu Thiện đang có mặt tại Lăng Hoàng Gia ở thị xã Gò Công nha. Tại vì bây giờ mình đến sớm quá cho nên chưa có mở cửa. Cái lịch mà để mở cửa là sáng 7 giờ tới 11 giờ 30, chiều 13 giờ 30 tới 17 giờ thứ hai tới thứ sáu. Và có số liên hệ nữa. Hiện giờ mình tới đây là 12 giờ 30. Cho nên mình chờ một tiếng nữa để mình vào bên trong. Thì cái con đường đi vào thì từ ở ngoài chợ Gò Công. Đây, chợ Gò Công thì mình đi về cái con đường này cách chừng khoảng 2 cây số thôi. Về tới cái con đường này nó có biển chỉ dẫn đi vào khu lăng mộ hoàng gia. Giờ mình tới sớm á, mình chưa có vào bên trong được. Cho nên mình phải ngồi bên ngoài mình chờ. Giờ mình ngồi ở trước cổng lăng để chờ tới 1:30 có tới giờ làm việc thì họ sẽ vào, họ mở cửa cho mình vào. Ở đây là khu lăng mộ của ông Phạm Đăng Hưng, sinh năm 1764 tại thị xã Gò Công, Tiền Giang. Ông là thân phụ của Thái hậu Từ Vũ, là thông gia của vua Minh Mạng, là cha vợ của vua Thiệu Trị, là ông ngoại của vua Tử Đức và quan đại thần của nhà Nguyễn nha cả nhà. Trước khi đến thì mình cũng đã đọc qua, tìm hiểu lịch sử về cái khu lăng mộ này. Thì hôm nay mình tới đây, mình muốn chia sẻ khu lăng mộ hoàng gia này cho cả nhà mình xem. Giờ mình đi vòng vòng thì chờ tới giờ mở cửa mình đi vào thôi. Khu lăng mộ này rộng nghe cả nhà. Dạ. Xin giới thiệu với cả nhà, trước mắt cả nhà là chú Dũng, chú trông coi ngôi lăng hoàng gia ở đây. Dạ, con xin chào chú ạ. Con cũng xin chào anh. Dạ. Thì trước khi giới thiệu trong cái đền thờ, thì tôi cũng xin trân trọng là giới thiệu cái tượng bà Từ Vũ này. Dạ. Thì hôm 19 tháng Giêng năm 2018 đó, dòng họ mới thượng được tạc đá non nước tạc ở bên Thái đó, mới đặt bà dưới cấp chung với cái bàn thờ của cha bà là ông Phạm Đăng Hưng. Dạ. Tại vì có lượng khách thì họ rất là mến mộ bà Từ Vũ. Dạ. Thì bệnh viện Từ Vũ thường tượng trước khánh thành 2013. Rồi là cái bệnh viện Từ Vũ là lấy tên của bà luôn hả chú Dũng? Có thượng cái tượng là khánh thành 2013 đó. Dạ. Thì dòng họ có đi dự, bác sĩ về mới bắt hình lên cho mình coi. Nói anh biết là một lát là nhang khói đầy đi hương. Dạ. Rồi khách mới nhầm là nhà thờ ở đây là của bà Từ Vũ. Dạ. Thật chắc bà Từ Vũ sanh ở đây. Rồi 14 tuổi bà mới theo cha ra Quế, mất ở thờ ở cung đình Quế. Dạ. Còn đây là nhà thờ của cha bà, đền thờ và khu lăng mộ. Dạ. Thì tôi cũng xin trân trọng giới thiệu về cái đền thờ trước. Ở đây là một cái di tích lịch sử văn hóa của Lăng Hoàng Gia, là một trong ba di tích được xếp vào cấp quốc gia của thị xã Gò Công. Di tích lịch sử cũng gắn liền với sự phát triển của Gò Công, một vùng đất tiêu biểu cho phương dân địa linh nhân kiệt. Dạ thưa, nơi đây cũng sản sinh bà Hoàng Thái Hậu Từ Vũ, một bậc mẫu nghi, đức độ nổi tiếng cả nước, ai cũng đều biết đến. Lăng Hoàng Gia còn mang một số kiến trúc mang dáng dốc cung đình Quế, ở cách bài trí điện thờ chạm gỗ bao lam. Nhưng mà qua hai thời kỳ chiến tranh thì cũng bị đổ nát rất nhiều. Chúng ta phục hồi thì cũng không nguyên vẹn di tích. Được xây dựng 1826, đây là nhà thờ ông Phạm Đăng Hưng, ngoại vua Từ Đức, cũng là thân sinh bà Hoàng Thái Hậu Từ Vũ. Đền thờ được xây dựng kiến trúc ba gian hai trái, gian chính giữa thờ ông Phạm Đăng Hưng. Bàn thờ trước là bà Dị, bàn thờ sau là ba chức sắc được ban tặng, đó là văn đại học sĩ, lễ bộ thượng thư, đức quốc công. Gian bên tả đây là Phúc An Hầu Phạm Đăng Long, cha ông. Đây là Mỹ Thánh Tử Phạm Đăng Tiên, là ông cố ông. Bên hữu Bình Thanh Bá Phạm Đăng Dinh, ông nội ông. Và bìa hết là Kim Sự Phủ Phạm Đăng Khoa, là ông sơ của ông. Đây là ý nói lên năm đời, năm thế hệ của dòng họ Phạm Đăng, một đại công thần lớn ở đất Gò Công dưới đời của triều Nguyễn. Và năm tấm liễn được treo, đây là Công Hầu Bá Tử Nam, thể hiện ngũ tước của các ông. Ba tấm liễn phía trước gian chính giữa chính là Phạm Phủ Từ. Đây là năm tấm liễn nè. Đây là Công Hầu Bá Tử Nam nói lên ngũ tước của các ông. Phía trước là ba tấm liễn phía trước, gian chính giữa chính là Phạm Phủ Từ, có nghĩa là từ đường của dòng họ Phạm.
Đức Lưu Phương, một cái đền thờ có tiếng được thơm tho. Quan Thái Trạch là ân huệ cho dòng họ. Và trước cổng đền thờ có dựng cái tấm hoành phi lớn, đó là Trấn Gia Thanh, một cái đền thờ và cái khu lăng mộ chấn động từ phương xa, ai cũng biết đến. À, ở trong đền thờ tôi cũng sơ lược ngắn gọn. Còn đây thì đường ra lăng mộ cũng có cái giếng cổ. À, cái ý nghĩa cũng nối lên cái tên của bà Từ Vũ. Và lăng mộ thì cũng có hai tấm văn bia, một tấm rất là ly kỳ. Khách ba miền kể cả khách nước ngoài không ngờ trở lại Gò Công có ngôi mộ độc đáo và tấm văn bia ly kỳ. À, bây giờ tôi cũng xin mời em mình đi ra ngay đây. Dạ, con xin cảm ơn để cho phép tôi tắt. Đi ra ngoài cái giếng cổ nha. À, lấy cái đồ này theo. À, ngày xưa là đất ở đây hàng trăm mẫu luôn. Có nghĩa là hai dãy nhà nằm đây, nhà kho, nhà khách, nhà ngựa, cứ bằng tàu ngựa sẵn sàng để quế mấy cái vách đá ông hai bên đây. Nhưng mà hai thời kỳ chiến tranh đã bị sụp đổ, dân ở dân chiếm lấy đất, dân chừa mộ ra. Hiện nay là dòng họ cũng đang trùng tu những cái ngôi mộ cổ ở phía bên ngoài, đặc trưng là hai dãy nhà nằm đây, diện tích đất như vậy cho nên mới có cái giếng này. Thật ra thì cũng biết bao nhiêu ngàn khách cũng rất là ưu ái. Nhiều lúc cũng trên mạng đây là cái giếng cổ này. Cái lượng khách rất là hai múc nước. Đây là mình quảng bá được trong mong là uống cái nước giếng cổ này. Mình quảng bá dứt phát là không có một cái vấn đề mê tín gì đâu. Nhưng mà thật chất là nơi đây rất là linh thiêng. Cho nên là lượng khách hay là mỗi người hay có cái tâm sự. Đốt nhang là gian giái bằng thờ ông bà rồi. Khách hay xin là cái lọc nước giếng này. Tôi cũng xin kể về truyền thuyết về cái giếng cổ này. Thì ông Phạm Đăng Hưng đã sinh 1764. Cha ông Phạm Đăng Hưng là ông Phạm Đăng Long. Ngày xưa đó học sinh hay gọi ông là Kiến Hòa Tiên Sinh. Ông ấy giỏi về nho học, tinh thông về phong thủy, về địa lý của những nhà cổ học. Ông thường đi khắp đó đây để tìm thể loại đất đẹp, mong con cháu là phát tích. Nhưng mà khi ông đến ngay Gò Rùa dòng Sơn Quy này, ông thấy thể loại đất là rất đẹp. Nhưng mà Gò Công thì gần biển mà nước mặn phèn chua, đào đâu ra cái giếng nước ngọt. Sau đó ông mới chi tìm ra cái mạch nước ngầm. Ông mới quy tụ mồ mã ba đời về định cư ở đây. Ông đã sanh ra ông Phạm Đăng Hưng và ông Phạm Đăng Hưng đã sanh ra bà Từ Vũ. Thì đặc biệt là khi sanh bà Từ Vũ có một cái dần trăng sáng lò rọi chiếu ngay dòng Sơn Quy này. Cái mạch nước giếng càng trở nên trong vắt ngọt lịm. Trong khi những cái chỗ khác đều bị nước mặn xâm thực. Xin lỗi ông bà mới đặt cho cháu là Hằng. Phạm Thị Hằng là bà Từ Vũ. Còn trong gia phả ta gọi là Hằng Nga. Thì thật ra đây cũng là cái điều bí ẩn, chưa có lời giải. Đến năm 1913 thì cụ Nguyễn Liên Phong có viết về cuốn truyện bà Từ Vũ được xuất bản, có nói lên hai câu thơ về cái giếng này. Đó là lệ thủy trình tường thội, quy khâu dung phước cơ. Có nghĩa là nước ngọt trổ điềm lành, mà Gò Rùa dung đất phước. Cũng có nghĩa là đất địa linh, sanh ra anh kiệt. Khi xưa thì qua mùa nắng là ao làng 10 mét cũng cạn hết. Dân số ít xóm làng ở nơi đây cũng rất là ưu ái xài nhờ cái giếng này. Bây giờ thì ai cũng có nước mái, nước cung tên. Nó tóm lại là cô gái Phạm Thị Hằng là bà Từ Vũ đã từng sinh hoạt ở giếng này. Sau đó bà theo cha ra quế trở thành hoàng hậu. Bây giờ cho phép tôi đẩy cái nắp giếng rồi. Rồi chú cháu. Coi như là khách tham quan tới người ta chỉ mong là được lấy cái nước giếng này để uống hả chú? Có những giáo sư nhiều lúc dạy phong thủy đó. Dạ. Tình cờ mua 5-6 xe nước chuối đổ ra. Thì dạ. Cái lọc cái giếng này. Đây, rồi mình... các cái lời truyền hình kể cả là truyền hình trung ương. Dạ. Khách ba miền kể cả là mình là truyền hình các tỉnh đó. Dạ. Hay đến đây rồi tham quan rồi cái lọc cái giếng này. Anh quay múc vô chai rồi đem đi. Mình quay quảng bá dứt phát là không gần biển là nước mặn. Dạ. Nhưng mà đặc trưng là nơi đây rất linh thiêng, mọi người không có cái tâm sự đó. Dạ. Thắp nén nhang gian giấy ông bà là đọc nước giếng này. Dạ. Nói chung phải mình quảng bá mê tín dị đoan. Dạ. Nước phép gì phải biết. Là lâu lâu ghé lại nó sẽ dạ. Ngộ mày. Gò Công mình gần biển. Dạ. Bởi vậy con mới thắc mắc là uống cái sâu xứ Gò Công là đất gần biển, giáp biển hết mà tại sao cái nước giếng đây nó lại ngọt? Đó, cho nên nó là du khách họ tới đây họ lấy cái nước này họ về họ uống chú.
Dạ. Múc vô chai đem đi đó. Dạ. Để cả giáo sư về thông thỉnh rồi mình chờ rồi mua 5-6 chai nước suối đó đổ ra. Dạ. À, xin cái lọc nước giếng này. Như uống cái nước lọc á đem về. À. Để cả là thì thật ra là chú nói gì tới đây thì cái ngày dỗ ông Trương Đình á thì chú sẽ cực thêm nữa. Dạ. Tại vì hồi trước giờ là ngày 20 tháng 8 đó, có lượng khách ở Kiên Giang, An Giang, ở Đồng Tháp đó. À, và họ chỉ nhắm là ngay là cái ngày dỗ Trương Định là đến đó, nhưng mà vừa qua thì thật chất là sau khi coi lên cái đài truyền hình vô tình gặp tôi, thành ra mới biết là tên à, rồi nhiều lúc phải đoàn điện à, Dũng ơi là mở cửa cho đoàn cô chú vào à, anh chị vào thăm đã nha, thì xin cái lọc nước giếng này. À, thành ra là họ múc là tơi bời qua lá luôn. Rồi lá luôn. À, rồi khách mới hứa hẹn. Dạ. Thì đây về sau là mỗi năm là về ngay ông lớn là Long Gia trước. Dạ. Đây ông Trương Định là cháu rể ở trong này. Dạ. À, cho nên là cái lượng khách họ có hứa hẹn là sau cái ngày dỗ sẽ về ngay Long Gia ông lớn trước mới. Dạ. Ghé là dỗ ông Trương Định sau. Dạ. Cái đó là thật chất là à, chú ở thì cái lời nhận định của khách vậy. Chứ mình không giảm à, quảng bá là một cái vấn đề mê tín dị đoan. Dạ, thật chất như thế nào thì theo chân chú Dũng để mình đi ra khu lăng Hoàng Gia nha cả nhà. Lăng mộ à, lăng mộ của Hoàng Gia. Lăng mộ Hoàng Gia à, thì trước là mộ ông có hai tấm văn bia, đặc biệt là tấm văn bia này rất là ly kỳ à, khách ba miền kể cả khách ở ngoài không ngờ trở lại Gò Công có ngôi mộ độc đáo và tấm văn bia ly kỳ. À, bây giờ là tôi sẽ từ từ chia sẻ về tấm văn bia này như thế nào mà gọi là ly kỳ. À, xin mời à, em cháu mình đứng sát bên. Dạ. Đây à, tấm văn bia của ông Phạm Đăng Hưng mà tại sao có hình thánh giá và có chữ Pháp. Thì sau khi mà ông Phạm Đăng Hưng mất thì thi thể ông được đưa về Gò Công là an táng. Vua Từ Đức thập niên năm thứ 10 mới sai quân lập bia để ngợi ca về công đức của ông. Đây là tấm văn bia đá trắng Cẩm Thạch, Quảng Nam, được dựng vào năm 1858 từ Hoài Quế chuyển về Gò Công để đặt bên mộ ông Phạm Đăng Hưng. Nhưng mà khi thiền di chuyển đến cửa ô cấp Vũng Tàu thì Pháp đã cướp lấy cái tấm văn bia này. Cái người mà lấy tấm văn bia này chính ngay là sĩ quan đại quý Bạc Bê của Pháp, y ta là Thủy Quân Lục Chiến, đánh thị đánh bộ. Thì ngay cái thời điểm đó hải quân của Pháp chiếm giữ các nơi đình chùa, những nơi dinh thự mà có liên quan đến triều Nguyễn. Đặc biệt là Bạc Bê chiếm lấy chùa Khải Tường, bây giờ là bảo tàng chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi lấy được tấm văn bia thì ta rất là thích thú đem về đặt ở nơi làm việc của y. Ông Bạc Bê cũng đâu ngờ rằng tượng đá lại có linh hồn, văn bia đều có số phận. Cái tấm văn bia nặng vài tấn này chở trên mình một lịch sử của một dòng họ, của một dân tộc, mà sau này số mạng lại cắm trên mộ của Bạc Bê. Thì thật ra ngay cái thời điểm đó ông Bạc Bê cũng đang si mê một cái cô gái người bản xứ có cái tên gọi là Nàng. Mặc dù cô hai không chịu nhưng mà y quyết ép buộc phải làm vợ. Sau khi mà biết được chuyện đó thì nghĩa quân Trương Định mới thuyết phục cô hai nên tham gia nghĩa quân chống lại quân Pháp, làm sao dùng mỹ nhân kế để dụ quan ba của Pháp ra khỏi đồn Chí Hòa. Thì quả nhiên cái sự tính toán của ông Trương Công Định rất là chính xác. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1860, ông Bạc Bê đã mắc mưu nàng hai bến ghé, ra khỏi đồn trú không đem theo lính hầu và đã bị nghĩa quân Trương Định giết chết. Đây cũng là chiến công đầu tiên của ông Trương Định. À, tôi cũng xin nhắc lại là ông Trương Định là cháu rể của ông Phạm Đăng Hưng ở đây. Thì sau khi chôn cất Bạc Bê thì bạn bè của y mới lấy tấm văn bia của ông Phạm Đăng Hưng này mới đục thành mộ bia, mới để cây thánh giá và những dòng chữ Pháp. Si Yết là nơi an nghỉ. Ba B Capitan là các bậc đại quý của Pháp. Di Phan Tri de Marina có nghĩa là lính thị đánh bộ. Tue Đăng Ambucaster Le Set de Camber Min Quýt Săn So Săn. Ông Bạc Bê đã bị giết trong một trận bị phục kích. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1860, Sominiaser de Camarasa, bạn bè của ông Bạc Bê mới cùng lập tấm văn bia này để làm kỷ niệm cho ông. Mới đặt trước mộ của Bạc Bê ở đất Thanh Tây, quận Nhất, mà đến chi thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái dòng thời gian trôi qua, người đời đã quên lãng nhiều năm nắng mưa, bia mới nằm chỏng gọng bên mộ của Bạc Bê. Đến tháng 5 năm 1983,
khi mà Ủy ban Nhân dân thành phố là quyết định đi dời nghĩa trang Mai Đình Chi để thành lập công viên Lê Văn Tám. Sau khi công nhân đã san lấp mặt bằng, móc cốt bạc bê mới lồi đã tấm nhân bia này, người ta cũng đâu ngờ rằng đây là báu vật của nhà vua đã bị lưu lạc. Sau những nhà khoa học mới nhìn kỹ những cái chữ Hán Nôm còn chi chít bên trong, mới biết là vua Từ Đức làm cho ông ngoại do ông Phan Thanh Giản và ông Trương Quốc Dụng soạn, mới đưa về kho bảo tàng cách mạng Sài Gòn, và đến năm 1998 tấm văn bia mới được đưa về đây. Cho nên mình lấy một số tròn là 140 năm lưu lạc đầy thâm trầm, cuối cùng đất địa linh đã về bên mộ Đức Quốc Công. Bây giờ mình chú chia sẻ cái lịch sử của tấm văn bia này hay quá, chứ nếu mà ở ngoài mình đi du lịch tham quan mình không có biết được ý nghĩa của cái tấm văn bia là như thế nào. Thật ra là bốn tấm bản xanh ở trong đền thờ. Có đem ra ngoài bộ đó dịch ra chữ Hán Nôm dịch ra tiếng Việt đó. Đây là chức tước công trạng của ông 1825. Còn vua Từ Đức tri phong Đức Quốc Công ngoại 1849. Thành ra là bây giờ mình là ý nghĩa của cái văn tự này là đã được soạn thảo ra, đài truyền hình Trung ương đã điện về Sở Tiền Giang. Những cái từ ngữ nào chưa hiểu đó đâu đó đã soạn rõ ràng. Bốn tấm bản xanh trong đền thờ này đó, dịch ra công trạng ông rất là hay. Bây giờ mình sang tấm văn bia thứ hai. Bây giờ thì mình sang tấm văn bia thứ hai cả nhà. Nhờ chú Dũng thì chú Dũng lịch sử tấm văn bia thì mình mới biết rõ được cái lịch sử và ý nghĩa bên trong chữ quốc ngữ của tấm văn bia. Tôi cũng xin tiếp tục chia sẻ về tấm văn bia thứ hai. Sau khi lạc tấm văn bia đó thì về quê Quế, ông Phan Thanh Giản và ông Trương Quốc Dụng soạn tấm văn bia thứ hai, nhưng mà chưa đem vào được. Thì mãi đến năm 1867 đó, lúc đó ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ là Gia Định, Biên Hòa, Định Tường đã thất thủ phải giao đất cho Pháp để người dân khỏi đổ máu. Sau thêm lục tỉnh là An Giang, Hà Tiên, Vĩnh Long, thì chính ông Phan Thanh Giản đã đi cầu hòa. Cái người không am hiểu cho là ông Phan Thanh Giản bán đất, chứ thật ra cái lá cờ tam tài của Pháp ông Phan Thanh Giản đâu có ở trong đó. Cho nên ông soạn văn bia rồi nổi lòng bức xúc, 1867 ông uống thuốc độc tự giận chết. Còn tấm văn bia vua Thành Thái lên ngôi 1888, cái từ quân niên là có nghĩa là 3 năm sau là cái năm sáng sủa nhất, 1891 dựng được, ý là cũng nói lên năm đời danh giá tốt đẹp của dòng họ Phạm. Tấm văn bia này có sau mà về trước, đây là cấp bộ cấp gia thẩm định, đây là đá hoa cương đá xanh. Tôi cũng xin nói thêm một cái vấn đề này. Thì thật ra đến cái thời ông Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tên thật là Phan Văn Hòa, ông mới lập ở Thánh Miếu bên Vĩnh Long để rửa nổi hàm quan cho ông Phan Thanh Giản. 100 năm mà nằm ở đáy mồ đổ thừa tiếng xấu là bán nước đó. Nhưng mà rất tiếc ông chưa giữ được là ông đã qua đời. Chứ còn mà từ đây ra Quế là ngày xưa, ngàn mấy trăm cây số, ông bà mình có nói một câu là cọp Khánh Hòa, ma nên thần đó, ra không có tới đâu. Tiến sĩ Nam Kỳ đầu tiên ông Phan Thanh Giản đã chi đổ. Cho nên là cái mồ của ông thì cái hài cốt đó, ông Nguyễn Đình Chiểu coi như ngang lứa học là mới đưa hài cốt về bên Bến Tre. Nó thẳng ra là không nằm trong đất gạch. Đúng là ba chi Bến Tre quê con. Vậy đó hả? Tại vì thật ra mà nói ở đây thuộc về xưa là thuộc miền Đông. Sau khi giết Bạc Bê rồi là Pháp mất âm ấn ngũ, ký hiệp ước không được xâm phạm dòng sông Quy này. Vì nơi đây là có mộ Đức Quốc Công. Mà về địa lý Pháp rất là hay, biết ở đây có vị tướng chống lại. Nhưng mà ký hòa ước không được vào, cho nên là Pháp dùng phía ngoài mới đào ao đào giếng để lo cho dân. Nhưng mà thực chất ra đó thì yếm cái mảnh đất cũng như cắt cái lông mạch đó. Lúc đó bà Tỳ Vũ bà ra Quế về mặt tâm linh, bà nói Pháp là đã phá cái mảnh đất cho quân ông Trương Công Định 1862 đóng quân ở đây, ngăn thành đắp lũy, chẳng qua là hợp thức quá để chống lại quân Pháp. Tôi cũng xin nói thêm cái vấn đề về lịch sử văn hóa. Bây giờ mình sẽ đi đến lăng mộ. Bây giờ mình bước vào trong khu lăng mộ của ông Phạm Văn Hưng nha cả nhà. Mình sẽ đến gần tới lăng mộ. Khu lăng mộ Hoàng Gia. Xin Phạm Văn Hưng. Để bước ra đây cho nó thoáng chút. Đây là ngôi mộ của ông Phạm Văn Hưng. Đây là mộ thật. Từ quê Quế vô quan tài đưa ông về đây. Ông đã tọa lạc tên Gò Rùa. Gò Rùa là cái vùng đất mai đất nổi, chứ không phải mà đổ đất cao xây mộ cho ông. Còn cái từ mà núi Rùa là vua Tử Đức cùng kỳ vọng lấy nguyên ngoại rất đẹp, nhất xích dì sơn,
lấy tên trong khoa địa lý mới đặt là núi Rùa. Mộ ông không xây theo kiểu là ngu phanh, có nghĩa là trâu nằm hay là mã phục ngựa quỳ, hai kiểu đó dành cho dân thần võ tướng. Mộ ông xây kiểu hình chóp trụ, đảnh trụ tiếng Hán Nôm, còn tiếng phổ thông gọi là hình bát giác. Nhìn bên trên hai hàng mộ đắp ba dành thể hiện tam tài, thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái ý của ông nói lên con người sống cái tâm thì phải có trời có đất, cái sự tồn tại nữa mới có. Tám cánh phượng tẻ búp sen mang dáng dốc Âu Châu, nhưng mà hai thời kỳ chiến tranh đã phai mờ, chứ không kiểu của Tây Á là Trung Quốc. Và đây cặp cá chép trong tư thế dược vũ môn để quá rồng. Và phía sau đầu mộ là tấm hoành phi lớn, bốn ông rồng đang ngự trị với cặp mắt to sáng. Bên dưới là dị ứng ngũ linh khâm trai, công hầu bá tử nam, ý nói lên năm ông kỳ lân ngũ đại thành xương. Và kỳ lân ẩn hiện ra đời mang cái niềm lành đến cho nhân dân, và ý cũng nói lên năm đời danh giá tốt đẹp của dòng họ Phạm Đăng. Ở đây mình nhìn chung thì cái phong nghi chôn cất mộ ông là tường uốn quanh, tường xây cung trưởng tam công tứ trụ, kiến trúc trước mộ bốn ông sen thể hiện đây là Thiên Thọ, Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo. Tất nhiên cái diện tích ở đây thuộc hàng quân dương chứ không còn ở hàng thần tử nữa. Vì sao? Vì ông là bố vợ của vua Thiệu Trị, cha bà Hoàng Thái Hậu Từ Vũ, và cũng là ngoại của vua Từ Đức. Sở dĩ nơi đây có đền thờ và các tổ mộ quan trọng của Đức Quốc Công cho nên mới gọi là Lăng Hoàng Gia. Bài thuyết minh cũng đã hết, tôi cũng xin tạm dừng ở đây. Con cũng xin cảm ơn và chúc sức khỏe. Chú được an lạc và sức khỏe nha chú. Chú cũng chân thành, cũng rất là cảm kích nhận cái lời chúc của con. Và chú cũng cũng không quên cầu chúc con cùng toàn thể gia đình luôn luôn lúc nào cũng được là ở phương xa, là ở Việt Nam mình cũng được lúc nào cũng là được dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Con xin cảm ơn chú. Chú ở đây được bao lâu rồi chú? Chú ở đây cũng 8 năm rồi. Chú ở đây ngày, 8 năm. Ngày đêm tối phải chú phải ngủ trong này. Nhang khói rồi. Quê chú ở Gò Công ở đây luôn. Quê chú thì cũng ở đây luôn. Nên là mình chú ở đây chú giữ, có khách có đoàn tới hoặc là gọi cho chú. Đấy, có cái số điện thoại ngoài á. Thì thường thường là cái lịch trình là chú mở cửa hồi nãy cũng có trưa đó. Chưa cũng quét rồi, cũng hơi mệt rồi, nằm thiêu thiêu nó quên chút xíu vậy. Chứ thật chắc là những ngày đêm là chú ở đây. Tối phải nhang khói rồi, đêm nào mà trời không mưa thì phải nhang khói ra tới đây. Đó là mấy ông cụ lão đó mới nói ra nó thật như mày vậy. Cụ lão trong viện này nó mày có căng có duyên lắm. Dạ đúng rồi, mày chú ở đây có mình đó chú. Mày ở mới được chứ tao nói thẳng mày lương mày không phải làm sao đỡ chứ, dù mấy triệu một tháng mà ăn uống từ túc đó. Ngủ không lãnh tiền, ngủ để làm gì, ngủ để làm tiền tháng triệu mấy, 2 triệu. Ngủ không khỏi làm gì cũng không dám ngủ. Bây giờ mày biết đây là cái duyên phận của mày, coi như là cái đó là cái duyên của chú á. Chú ở đây chú giữ gìn cái di tích lịch sử nơi đây, ví dụ khách thập phương là họ tới đây họ không biết về cái lịch sử của cái Lăng Hoàng Gia như thế nào. Thì nhờ có chú tới đây để chú thuyết minh và chú chia sẻ cho mọi người đều biết, cái đó cũng là cái duyên của chú với cái khu di tích lịch sử nơi đây á chú Dũng ơi. Con nghĩ vậy đó. Chú thành thật mà nói thì nhiều lúc đoàn đến dữ lắm, khi điện đến ngày mai đến là chú rầu, chú cũng ngủ nghê, nó cũng không ngon giấc đâu. Thì ngày đêm thì có mình gấp là chú nặng nề lắm. Đây là thường thường là 4-5 giờ chú phải dậy, chú có quen rồi. Tuổi cũng chưa lớn nhưng mà thói quen rồi, cũng đã quen dần 3-4 giờ vậy uống mình trà đó lắm con. Học sức hả chú? Nhất là học sinh đó thì có lượng về nguồn đó. Ở ba miền nó là 10-20 xe đò luôn. Cũng như là các đoàn trường thầy cô giáo á, là dẫn về nguồn để tìm hiểu về lịch sử đúng không chú? Kể cả thầy cô đó. Còn lấy về cái Gò Công thì hay là nói ra nước thì có ba cái Gò Công thì có ba lịch sử cấp quốc gia về phía nam đó. Đặc trưng là nhất là bà Từ Vũ đó. Bà Từ Vũ nè. Thành ra con cô chú thành tài thành nhân. Thành ra là họ nhớ nơi sinh của bà ở đây. Hơn nữa là muốn chốt là đất đai ở đây xưa rất nhiều, hết đó là khoảng 20 ngôi mộ cổ luôn. Thành ra dòng họ mới mở cái quốc lộ 50 đó ở thành phố về cho gần đó. Thì Việt Nam mình hết đó là 9 chúa 13 vua. Chính chúa 13 vua. Xin lỗi là
Thành Thái Quân Niên là năm thứ 3 ông kiến tạo lại 1888. Đã Định Lục Niên Tân Dậu năm thứ 6 1921 đó. Dạ. Xin lỗi là đến vợ chồng ông Bảo Đại với bà Nam Phương là cuối cùng. Hồi đó về là mấy cụ lão chính mấy anh cũng biết ló kiếu từ cầu Sơn Nguy đó. Dạ. Giờ kêu trải thảm đó. Ha. Thành ra ông bà có trùng tu số liễn qua dân. Vua Bảo Đại có trồng hai cái hàng dương bên cầu Mỹ Lợi qua đó. Dạ. Hai cái hàng dương bên đó có chiếc xe lam với chiếc xe ngựa chạy vô thị xã lộ Đá Đỏ đó. Dạ. Giờ mở lộ rồi giải tỏa nó, hai hàng dương nó không còn. Hai hàng dương là chính là vua Bảo Đại đã trồng là cuối cùng của thời triều Nguyễn của Việt Nam mình. Dạ. Bảo Đại và Nam Phương có về tới đây là con cháu cuối cùng. Đấy, con thấy trên bệnh viện Từ Dũ á có tạc cái tượng của bà chú Dũng. Đúng rồi. Dạ. Thành ra là trước khi đó thì tạc cái tượng là khánh thành 2013. Rồi hôm đó bệnh viện có mời đó, dòng họ có đi dự. Rồi chú là mắc mình ngồi giữ lăng này đó, ngày nay mới đây cho nên là không có được đến, rồi bác sĩ về mới bắt cái hình lên cho mình coi. Dạ. Nói anh biết là một lát là nhang khói đầy ly hương. Rồi lượng khách rất là tín ngưỡng bà dữ lắm. Dạ. Cho nên là lời lượng khách nhầm là nơi đây là nhà thờ của bà Từ Dũ, nhưng mà thực chất bà Từ Dũ sanh ở đây. Đúng rồi. Rồi quê hương của bà. Bà 14 tuổi là bà ra Quế, mất thờ ở quê Quế. Còn cha bà là cũng Phạm Đăng Hưng cũng sanh ở đây. Là quê hương là ông sanh ở đây rồi công tác kinh thành Quế sau khi mất là phải đưa về đây. Lập cái đền thờ và cái khu lăng mộ. Mà mình nói thì không phải mình nổ, nhưng mà thường thường ông bà mình ngày xưa có nói một câu là thường thường nói là ai giàu bà họ, ai khó bà đời. Dạ. Nhưng mà thật chắc là ở đây là nhà nước công nhận năm tấm liễn là công hầu quá Thiên Nam, là nói lên ngũ tước của các ông. Dạ. Thành ra là cái lượng khách họ cũng rất là tôn trọng, họ tầm trồ, họ khen ngợi. Dạ đúng rồi chú. Họ mới phát biểu là những cái câu như vậy. Những sắc phong của vua. Ừ. Dạ. Những cái tấm liễn hoành phi câu đông. Nó hai chụp lên. Dạ. Để về nó tham khảo rồi sau này nó làm những ghi nó rất khách du lịch đó. Dạ. Là ở đâu chú? Bốn tấm ảnh xanh đây. Dạ đi. Cho con vào con xem cái. Bốn tấm ảnh. Đây là cái khu nghỉ ngơi của chú Dũng nè. Chỗ này là chỗ nghỉ ngơi, như chiếc võng của chú và cái chiếc radio nè. Rất là đơn giản nha cả nhà. Bây giờ mình đi hôm nay thì ít thấy cái chiếc radio lắm. Giờ chú còn cái radio để chú nghe nè. Radio cassette nè, chú để đây chú nghe nè. Cuộc sống của chú ở đây, chú giữ lăng gần 8 năm thì rất là bình dị nha cả nhà. Sẵn thì mình quay mình giới thiệu, mình chia sẻ về cuộc sống của chú. Đây là cái bình trà để chú ngồi chú uống trà nè. Và cái cassette luôn. Những cái vật dụng này tưởng chừng như là những cái cuộc sống hiện đại bây giờ thì không còn nữa nha cả nhà. Cái máy cassette nè. Hiếm à, vàng hiếm à. Và bên trên là những cái giấy khen để tặng cho chú Dũng nè. Giấy khen ông Phan Văn Dũng, cán bộ bảo tồn, bảo tàng, Trung tâm Văn hóa Thể thao Thị xã Gò Công. Đây là những cái giấy khen mà chú đã nhận được nha cả nhà. Chú ở đây chú giữ lăng 8 năm trời rồi. Mình tới đây mình gặp được chú thì chú chia sẻ và thuyết minh thì mình biết rõ về lịch sử của ông Phạm Đăng Hưng ở đây. Hồi nãy là có chuyện Hán Lâm đó. Dạ. Đưa ra quầy bộ đó có dịch ra. Còn ở đây là sơ lược lịch sử lăng Hoàng Gia, nói lên cái tư liệu của Đức Quốc Công ông Phạm Đăng Hưng đó. Dạ. Tấm nhân bia ở ngoài lăng mộ á, là cái nội dung cũng như vậy hả chú? Bên là vua Từ Đức đã thắng Lâm Tặc đó. Dạ. Là vua Thành Thái đó, hai cái tấm nãy mình vừa tham quan ở ngoài đó đó. Dạ. Đây là chức tước công trạng của ông 1825. Dạ. Vua Từ Đức mà tri phong Đức Quốc Công ngoại 1849 á. Dạ. Đây nói liền qua bốn tấm ảnh, tấm một, tấm hai, tấm ba, tấm bốn. Bốn tấm luôn. Bốn tấm rồi. Lại chữ Hán Nôm đó. Chữ Hán Nôm thì ở đây người ta dịch cái tiếng Việt cho mình đọc. Đem ra bài bộ đó dịch ra. Dạ. Mình đọc những cái chữ nội dung trong cái văn bia, hai cái tấm bia ở ngoài chỗ lăng mộ cả nhà. Công trạng của ông rất hay lắm. Công trạng để mình đọc mình biết. Thế kỷ thứ 17 đó.
là mỗi năm là 18 chiếc thuyền đó. Yeah. Thuyền bằng bồm đó, ra khai phá hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa đó. Khi thuyền đi bị bão bỏ mặt luôn, trồng cây cao thay đèn hoa tiêu đó. Yeah. Bây giờ cái sự minh chứng là của các nước ví dụ Ba Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha rồi đó, cũng như là nó còn cái giấy là cũng như mình gọi là giấy thông hành đó. Yeah. Sau khi nó bị bão bị đồ đó, nó ghé vô nó trú đó. Yeah. Nên đó là hoặc mua bán đi ngang đó, phải không? Yeah. Hai cái quần đảo Phan Thiết Kỳ thứ 17 thời Phạm Văn Hưng là mỗi năm 18 chiếc thuyền đó là khai phá hai cái quần đảo đó. Yeah. Có khi thuyền bằng bồm hồi xưa máy móc cũng có khi đi bỏ mạng luôn. Dạ. Cây cao hay là hoa tiêu bây giờ. Cây cao làm hoa tiêu như Hải Đăng á. À. Dạ. Công không đó. Dạ. Hồ ngày xưa đó. Dạ. Con nhìn mấy cái bàn này kiến trúc đó là kiến trúc triều đình Quế không á chú? À. Dạ. Đây mình mướn đây thêm mười mấy cô đó ở xóm ở đây là hỗ trợ đó. Dạ. À, còn đa số là những người ngoài Quế đó, à, mấy cái nét hoa văn chánh đó phải không? Dạ. Mấy cái nét hoa văn điêu khắc rồi chạm trổ rồi nè. Cùng mang cái dáng dấp của cung đình Quế không à chú ơi? Dấp cung đình Quế đó. Dạ. Nhà rộng mà cửa hẹp, tất nhiên là mình thể hiện cái sự tôn nghiêm. Dạ, tôn nghiêm. Cái thứ nhất, cái thứ hai là những ngạch cửa này khi mình bước vào là mình đã cung xuống. Tất nhiên mình đã chào ông bà rồi. Mình đã chào ông bà. Ba gian hai trái. Ba gian hai trái là 1, 2, 3, hai bên là hai trái. Dạ. Yeah. Ba gian 1, 2, 3, ba gian hai trái này cả nhà. Kiến trúc là đây thì mình trung ương là chính xác. Dạ. Cái cửa cũng chậm khắc rất là đẹp luôn nè. Những hoa văn nó nhìn rất là đẹp luôn, rất là tinh xảo chú ơi. Nhìn nhìn những cái nét chạm chỗ điêu khắc rất là tinh xảo luôn á. Bên đây là những cái hình ảnh mà các đoàn tới tham quan nè, di tích lịch sử nè, đây nè, hoàng hậu Từ Vũ nè, hình của hoàng hậu Từ Vũ luôn nè cả nhà. Đây chú, đây hình của bà hoàng hậu Từ Vũ nghe cả nhà, mà tên thật đó là Phạm Thị Hằng, sinh năm 1810 tới 1901. Đây hoàng hậu Từ Vũ nè, và hiện giờ đó là trên bệnh viện Từ Vũ có tạc cái tượng của bà. Dạ. Thờ ở trong hội trường ở bệnh viện Từ Vũ nghe cả nhà. Làng Sương Thọ, nơi yên nghỉ của Thái hậu Từ Vũ, thuộc địa phận làng Cư Chánh, huyện Hương Thủy, Huế. Vậy là mộ của bà nằm ngoài Quế luôn hả chú? 14 tuổi bà theo cha ra Quế đó. Dạ. Như nơi đây thì bà sinh ra lớn lên, tới 14 tuổi thì bà theo cha ra Quế rồi. Thì đặc trưng là có cái món mắm tôm trà đó. Dạ. Thì cái truyền thuyết trong dân gian đó, truyền thuyết là đến bây giờ đó là cũng như cái ngày xưa đó là con tôm đất mà dò vàng đó. Dạ. 10 con 1 gram đó. Dạ. Thì đầu tiên là mấy rượu Hà Nam đó, rượu xưa đó mà là nào rượu nếp nó mới đổ vô ngâm khoảng tiếng đồng hồ. Yeah. Sau đó mới là đem vào cối đá mới giả, mới phơi khoảng nửa tháng đó. Yeah. Sau đó mình mới trộn gia vị tiêu tỏi hành ớt gì đó, rồi mới dùng với thường thường trong dân gian thạch ba rọi khế chữ chát rồi đó. Yeah. Rồi thật sự ra thì triều đình Quế rồi mới dùng là mới hỏi là cái món này ai làm, nếu bà Từ Vũ ở Gò Công. Bà Từ Vũ Gò Công làm. Thì là chúa mới mời vợ của quần thần đó mới. Dạ. Đến hợp hội là mới trao đổi để học hỏi là cái món tôm trà này. Dạ. Để là được ăn lâu dài vậy đó. Vậy là cũng có món, cái món đặc sản từ Gò Công mà đi ra tới Quế luôn á. Bà rất là khiêm tốn, mặc dù là bà ở ngôi cao. Nè chú, ở hai bên nè có ghi cái thành thái kiến tạo và Khải Định nè. Kiến tạo lại đó 1800. Con thấy ở ngoài cổng á có ghi nè. Ngoài cổng đó. Cái này là hình chưa có kiến tạo lại. Chưa. Dạ. Có trùng tu lại. Chưa trùng tu thì bây giờ nó trùng tu lại. Ừ. Thì hai bên vẫn giữ cái dòng chữ Khải Định nè. Khải Định lục niên trùng tu 1921. Và bên trái là thành thái. Kiến tạo lại
Quân Niên. Ông kiến tạo lại 1888. Cái đền thờ là xây dựng 1826 đó. Dạ. Thì nãy chú có nhắc là đây là cái hình cũ này cả nhà. Hình cũ là chưa có trùng tu lại. Chưa trùng tu lại. Nó hình cũ kỹ rồi đó. Hình Đức Quốc Công là 1849 vua từ Đức tri phong chức tước cho ông ngoại. Từ là có nghĩa là từ đường của dòng họ Phạm. Từ là từ đường của dòng họ Phạm. Phạm Đăng Hưng cũng là ông, mà Phạm Thị Du cũng là bà. Dạ. Mới sanh ra bà Thị Vũ là Phạm Thị Hằng đó. Dạ. À. Kiến tạo là giờ đẹp quá trời. Cũng như nãy cái giếng hồi nãy đó mới đặt cái tên của bà đó. Hằng. Dạ. Cũng như trong gia phả ta gọi Phạm là Hằng Nga đó. Dạ. À, sanh bà ta có cái dừng trăng. Đây là bàn thờ của Đức Quốc Công nha cả nhà. Bàn thờ cũng quay lên nổi dễ sợ. Dạ, bàn thờ Đức Quốc Công là đẹp quá. À, bàn thờ chính. Dạ. Chính giữa là bàn thờ của Đức Quốc Công nha cả nhà. Đây, xem những cái điêu khắc nè, rất là tinh xảo luôn, mang cái dáng dấp của cung đình Quế. Điêu khắc chạm rồng rất là đẹp luôn. Chỉ có ở đây mới có những cái chạm chỗ này thôi chứ. Nhưng mà tâm nghe không bằng thấy. Ví dụ con coi lên truyền hình YouTube rồi vô tình gặp chú, nhưng mà đã con đến đây nó thực tế hơn. Dạ đúng rồi chú. Người ta nói tâm nghe không bằng thấy chứ còn. Dạ. Cô tuyên bố từng đi nhiều nước nhiều tỉnh nhưng mà con quá lưu lót ví dụ. Dạ. Chú con nhập tâm con đóng trọn gia tuần của con. Dạ đúng rồi chú. Chú dẫn con đi mà chú giới thiệu á, nhập tâm luôn. Con nghe con giống như con đang trải nghiệm, con đang đi vào lịch trở về cái thời điểm lịch sử và cái thời điểm lúc đó vậy chú. Nó ngộ giữa. Dạ. Giữa đó con nghe mà con cảm nhận được giống như là con đang trở về cái lịch sử vào cái thời điểm đó. Thật ra bác sĩ rồi giám đốc của ông đốc y quyền á, mỗi lần về khám từ thiện trên phố á, tôi nghe anh nói rồi tôi muốn nghe nữa, cái anh là anh ngộ lắm. Dạ. Nó về bác sĩ đây về quảng bá với bệnh nhân nó hổm điện ra chú bắt cười lắm, nó trời đó coi bác sĩ ái mộ trị bệnh mà bây giờ quê hương cũng ở đây mà đó giờ cũng già tuổi rồi, nhiều đó giờ chưa có tìm hiểu kỹ rồi đó, cho nên đó là theo như con nghĩ đúng mà đúng các đoàn thầy cô giáo đó, sẽ dẫn học sinh các em học sinh về đây sẽ rất là thích, tại vì đó, thì theo như các em học ở trường đó chú. À. Thì học lịch sử cảm giác như là nó rất là khô khan. À. Học không có vô, nhưng mà được về đây chứng kiến lịch sử nơi đây mà được nghe chú diễn thuyết cái bài thuyết trình của chú á. À. Nó đi vào quay về cái thời điểm lịch sử đó, mình nghe mình nhớ các em nó sẽ rất là thích, nhất là cái trường Thủ Khoa Quân chú. Dạ. Rối luôn mười mấy hai chục xe đò. Đúng rồi, con sẽ nghĩ như vậy. Nó chia nó mấy. Dạ. Lớp mà réo chú cho bằng được. Dạ. Mà lúc đó nhờ cái mi mà nó đem theo cái mi nữa là hai cái đó. Dạ. Không là mấy chia sẻ con đi cũng phải đem theo cái mi nè để cho mình chú nói cho nó rõ đó. Còn cái mi kia mới chấm 8 năm rồi mới chấm chú, mà cái mi kia. Dạ. Nhỏ rồi nó. Dạ. Con nhỏ dắt đi đó, nó đem theo cái mi kia tiếp luôn. Trời đất có nó réo cho bằng được mà nó chia nhiều tớp nó cũng khôn, nó biết ý rồi. Không, ví dụ một tớp để đông chia sẻ không đủ. Dạ. Không chia nhiều tớp là chú mới rối vậy đó. Cho nên đó là con nghĩ là từ đây về sau mà các em học sinh á, mà các đoàn thầy cô giáo tới đây á thì sẽ thích được nghe chú thuyết minh về cái lần ở đây lắm. Không phải là chú nổ, có một lần đó thầy cô không, sau khi cái gì đó cái thầy đó mới quên cái tư liệu. Dạ. Quên tư liệu là có đem mang theo đó mới trả lại qua bữa sau mới trả lại lấy. À, chú mới hỏi hồi qua cũng như đồng ý là thầy giáo nhưng tuổi đời nhỏ hơn chú vậy đó. Dạ. Nói em trai hồi qua sao nguyên thầy cô đến quá trời đông gắt xe đò rồi có nói gì anh không. Thật ra các em đó mới kể thiệt, trời đất ơi. Có ông dữ lần mà ông nắm bắt hết cháu luôn à, lịch sử văn hóa ông nói. Hay, chú nói hay quá, lịch sử văn hóa chú nắm được hết luôn. Thật ra là chú nói từng thôi, cảm ơn. Từng cái thời điểm, cái chặng đường lịch sử chú nắm chú nói nghe, đã lắm chú ơi. Với ký Hòa Ước đó. Dạ. Một cái điểm nữa là đó là cái chợ Cầu Hoa đó. Ở đây còn điểm nào nữa chú? Không có, hồi đó là ở Sài Gòn là cái chợ Cầu Hoa, giờ đổi là cái chợ Cầu Bông đó, con hiểu không? Sau khi nãy chú nhắc lại ký hiệp ước không được xâm phạm dòng sông Quy. Dạ. Một điểm đó với điểm là ở Sài Gòn gia đình là cái bà vợ ông vua Minh Mạng là Hồ Thị Hoa đó, pháp không được xâm phạm là hai cái điểm đó. Dạ. Cái điểm này với điểm đó đó. Dạ. À, Sài Gòn gia đình là giờ đổi là cái chợ Cầu Bông đó, hồi đó là chợ Cầu Hoa. Dạ. À, thành ra hồi xưa đó, phải không? Là mình mới nghĩ như vậy đó. Vậy nó dễ chú, lắm. Bây giờ chú chỉ đường cho con qua cái lăng ông Trương Định đi. Thì cái lăng Trương Định dưới đốc con Hải này nó sát ở bên. Sát bên luôn. Bây giờ chú chỉ chắc về nó dễ. Một lát nữa con chạy ra quốc lộ 50 phải không? Quốc lộ 50. Là cái lộ cái nãy con vô đó. Dạ.
Thì bắt đầu con rẽ bên phải, bên trái là về cầu Mỹ Lợi lên phố. Con chạy là bên phải là chạy khoảng 100 mét là cái mũi tàu, cái ngã ba Bùng Binh đó. Ngã ba Bùng Binh con nghe là nó để cái mũi tên gì Mỹ Tho. Hiểu không? Con chạy ngã đó nó gần. Thì chạy khoảng một khoảng chừng cây số vậy đó là con gặp ngay cái cầu, là cầu Gò Công nó mới mở, biết không? Con đừng qua cầu đó. Con rẽ bên trái là cái chợ Gia Cầm nằm ngay đó. Bắt đầu con rẽ bên trái con chạy tuôn thẳng vô thị xã một mạch là ngay cái đèn xanh đèn đỏ đó, phải không? Là con sẽ gặp đường Hai Bà Trưng á, là bên đây là cái đốc của Hải. Ha? Nhà con đốc á. Là đốc của Hải là cháu ruột ở đây đó. Đốc của Hải á. Là con cháu đời sau là nãy chú nói. Đúng là cái nhà đó. Đi tới đó đó. Là nhà đó là nhà của bà Trần Thị Xanh, bà Trần Thị Xanh là con bà Phạm Thị Phụng, bà Phạm Phụng là em ruột Phạm Thị Hưng. Con hiểu không? Là vợ thứ hai ông Tư Lệnh. Rồi con vô đó con tham quan. Là con chụp hình đó, trong đó là đóng phim thường lắm. Tại vì không có nhan khấu là đóng phim được lâu. Hàng tháng luôn. Còn ở đây đặc trưng là phải đóng lẹ. Để mà khách mà không cho người ta vào thắp nhang rồi là người ta càm ràm dữ lắm. Dạ đúng rồi. Con hiểu không? Là chú chỉ như vậy là con ngắn gọn là con đi đó rồi bắt đầu con vô đó là lăng Trương Định ở gần phía sau đó. Để con thủ con đi thôi, người ta đóng cửa. Con hỏi ông đó là vậy là mấy giờ chú? Là 3 giờ rồi. 15 phút nữa là 3 giờ. Chú chỉ vậy là con đi cái đường đó vậy là nó nhà chú không biết tìm hiểu cái gì tích lịch sử nơi đây rồi. Lịch sử quay hùng tàn và vua chúa rồi. Quá trời cây sung đẹp quá trời luôn. Con quay cây sung cái coi. Cây sung trái nè. Quá trời đẹp. Này cây sung hai cây. Cây này khoảng bao nhiêu năm rồi chú? Như chú Dũng chia sẻ cây này khoảng 20 năm rồi nghe cả nhà. Trái rất là đẹp luôn. Được rồi chú ơi. Cái kiến trúc của cái nóc này lập ngói hả chú? Ngói âm dương đó. Ngói âm dương này cả nhà. Cái nhà này là cũng là gáp mộng không có cái đinh nào đó. Gáp từ những cái mộng với nhau thôi chứ không có đinh nào hết. Mộng không đó. Nhà cổ á. Cũng như cửa là mình đóng bằng cây xương hồng đó. Còn thấy cái kiến trúc này giống như nhà của mấy hội đồng ở đất Gò Công, xứ Gò Công này chú. Kiến trúc nhà gỗ nè. Đây là bố vợ vua, cha vua, đồng ngoại vua. Hồi xưa vua mình ông tính đó. Dạ. Cho nên có phong nghi ở đây thuộc hàng quân dương đó. Dạ, quân dương đế dương không? Với ba chức ông là ngang với bộ trưởng bộ văn hóa giờ. Dạ. Xưa với vua bên mạng mình ông tính. Cha vợ của vua Thiệu Trị. Dạ. Cha bà Hoàng Thái Hậu Tiền Vũ, đồng ngoại vua Tiền Đức luôn. Cho nên cái phong nghi đây thuộc hàng quân dương. Quân dương là đế dương đây à. Chứ còn chẳng hạn như ông Trương Định là cháu rể đó, là tướng đó. Dạ tướng. Thằng tử đó, thằng tử đó. Dạ. Đây là bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia nha. Dạ. Cả nhà mình có dịp về Gò Công, ghé xã Long Hưng, thị xã Gò Công để thăm lăng hoàng gia nha cả nhà. Tới đây thì mình liên hệ với chú Dũng. Chú rất là nhiệt tình, chú vui vẻ và chú chia sẻ cho mình biết thêm lịch sử về cái di tích lăng mộ ở đây và bà Thái hậu Từ Vũ. Dạ. Rồi con xin cảm ơn chú nha. Dạ, chúc chú an lạc và sức khỏe. Chúc chú thật nhiều sức khỏe hơn nữa để chú có thể giới thiệu lịch sử cho khách du lịch thập phương tới đây để cho họ biết rõ hơn lịch sử về nơi này. Dạ. Chú cũng chân thành chú cảm ơn con, chú cũng cảm nhận cái lời chúc của con. Dạ. Thì chú xin gửi lời nhắn gửi lời cũng cầu chúc toàn thể gia đình, mặc dù ở bên kia nửa vùng trái đất. Dạ. Nhưng mà đi xa phải nhớ về nguồn. Dạ. Những người đó lúc nào cũng được là cái cuộc đời nó tươi sáng. Con mong có dịp nào ví dụ gia đình con có trả lại. Dạ. Chú cũng mong là kính viếng lăng hoàng gia. Dạ. Trước là mình kính viếng thắp nén nhang ông bà. Dạ. Sau đó có duyên thì chú còn ở lại đây. Dạ. Chú được tiếp khách rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà hôm nay cũng nghe con trao đổi về gia đình, chú cũng lời cuối chú cũng cầu chúc ở phương xa nữ dùng trái đất lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Dạ. Hẹn gặp nhau lăng hoàng gia ở Gò Công. Dạ. Con cũng xin cảm ơn chú ạ. Con cảm nhận được cái lời chúc của chú rất là nghĩa tình. Dạ. Thấm đượm tình người, tình yêu quê hương đất nước. Dạ. Thì nếu mà có dịp gia đình con quay về đây thì trước thì gia đình con về sẽ thăm lăng hoàng gia và sau đó thì gia đình con sẽ xin ghé thăm sức khỏe của chú Dũng. Chú chân thành chú cảm nhận, chú rất là cảm kích, chú cũng cảm ơn trước. Dạ. Dạ con cảm ơn chú Dũng. Thôi xin phép con đi chú Dũng ơi. Rồi. Dạ con cảm ơn. Dạ. Rồi video của Hữu Thiện đến đây xin tạm dừng nha cả nhà. Nếu như cả nhà xem qua thấy thích video này thì cả nhà bấm like và đăng ký kênh
Hữu Thiện Vlog và để lại comment bên dưới như là động lực để Hữu Thiện làm video sau được hay hơn và tốt hơn nữa nha. Vâng, xin chào tạm biệt.